Alo chị à? Muốn mua biệt thự ở khu VIP nhất Ocean Park hiện tại ạ. Lại hướng đông nam, vị trí phải gần công viên và hồ. Dạ vâng ạ. Thế thì có luôn đấy ạ. Và nếu như quý vị đang quan tâm một căn như thế với mức tài chính chỉ khoảng hơn 20 tỷ thì hãy cùng theo chân Lê Khánh đến gặp một nhân vật đặc biệt để khám phá một căn biệt thự giống như thế nhá. Và ngày hôm nay thì anh Hoàng Anh sẽ dẫn quý vị đi tham quan căn biệt thự đúng như tiêu chí mà Lê Khánh vừa mới nói. Xin chào anh Hoàng Anh. Chào Lê Khánh và chào anh chị. Thực tế là nhu cầu của Khánh là khá là đặc biệt và khó đấy. Tuy nhiên khó thế nào thì Hoàng Anh cũng sẽ đáp ứng được. Và ngày giờ anh sẽ dẫn em cùng anh chị khám phá một căn biệt thự đáp ứng mọi tiêu chí mà em đưa ra. Dạ vâng ạ. Ok, đi thôi. Căn này thì về tổng quan thì là một căn phải nói với em là một căn rất là hiếm có. Và đã rất lâu rồi ở trên thị trường Vinhomes Ocean Park mới có một căn mà chủ nhà ra bán như thế này. Vâng ạ. Căn biệt thự này thì mặt tiền nó lên đến 8,5m. Một căn biệt thự sầm lập, hướng là hướng đông nam, đúng cái tiêu chí em yêu cầu đúng không? Vâng ạ. Và một điểm rất là đặc biệt đúng không? Em thấy không? Căn này chỉ cách căn góc có 1-2 căn thôi. Vâng. Tức là chỉ từ căn này em đi ra phía hồ này, phía công viên này chỉ có vài bước chân thôi. Đúng rồi. Đây là một điểm hết sức quan trọng ở vị trí căn này. Được, em thấy là căn này vị trí nó cũng rất là thoáng anh ạ. Mình mở cửa cổng ra mấy bước là đã đi đến công viên rồi. Trước kia em thấy cả vườn nướng BBQ này. Đúng rồi, chính xác. Rất là gần với các khu tiện ích đúng không ạ? Đúng rồi, về thông số chi tiết căn này thì căn này diện tích đất là gần 142m2. Dạ. Sầm lập đông nam. Và diện tích xây dựng của một sàn khoảng 61m2. Một sàn sẽ dây khoảng 61m2. Đúng rồi, tức là em sẽ có khoảng độ 80m2 xung quanh này. Vâng. Để làm diện tích sân vườn bố trí theo cái nhu cầu của gia đình mình. Và em thấy không, căn này thì bàn rào của nó là bàn rào thô và bên ngoài là vẫn chưa có phào chỉ, chưa có cửa. Dạ. Tức là căn này điểm này hết sức đặc biệt, tại vì sao? Anh thấy là nhu cầu của rất nhiều cái cư dân ấy, khi về mà nhận nhà để hoàn thiện ấy, là mong muốn là cái phào chỉ mấy cửa ấy, là thiết kế theo ý của mình. Thì căn này là đáp ứng cái điều này rất là tốt luôn. Và vâng, chắc chắn rồi, với tổng quan này kiến trúc nó cũng là kiến trúc địa trung hải. Vâng. Em thấy thế nào? Em thấy thì em rất là ấn tượng với cái vị trí của cái căn này. Bởi vì là hướng đông nam, người ta thường hay nói là lấy vợ hiền hòa mua nhà hướng nam đúng không ạ? Đấy, thì đã được cái hướng đông nam là rất là hợp với tiêu chí của nhiều anh chị rồi. Chưa kể là cái vị trí của nó rất là gần với công viên và toàn bộ cái gió của nó sẽ vào rất là thoáng ở trong nhà của mình. Cái không khí ở đây cảm giác sau trời mưa rất là trong lành ạ. Thì đúng rồi em, ngay ở đây là chỉ cách vài bước chân là công viên này, là sông đi. Thì anh nghĩ là những cái đó là nó giúp cho không khí ở cái khu VIP Cọc Trài này nó khác biệt hoàn toàn với những khu chính khác. Và vừa rồi thì anh đã dẫn em cũng như là khán giả đã xem cái thông số chi tiết của căn đấy rồi. Thì em thấy là đấy là một cái căn biệt thự nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì em và cũng như là rất là nhiều khán giả đang theo dõi thì đang rất là thắc mắc khi mà chưa đến đây bao giờ thì nghĩ rằng ở cái khu đô thị này nó có cái tiện ích gì đặc biệt và có điều gì đáng sống để thu hút và kéo chân được khách hàng đến đây về ở ạ? Ok em, tức là căn thì thích rồi, căn thì đẹp rồi. Phần khu thì Ngọc Trai là VIP nhất ở đây rồi. Không có gì để chê nữa đúng không? Đúng rồi ạ. Nhưng mà anh cũng chia sẻ với Khánh và anh chị là gì ạ? Một cái điểm rất quan trọng khi chúng ta chọn một cái ngôi nhà ưng ý đó chính là tính quần thể. Tức là với các dự án bất động sản, đặc biệt những bất động sản siêu sang và hạ sang ấy, thì nó không chỉ dừng lại là việc bán căn hộ hay bán một mảnh đất hay bán ngôi nhà hay chỉ bán mỗi căn biệt thự này, mà nó đi kèm là cái cả quần thể tiện ích. Và với Vinhomes Ocean Park cũng vậy, anh khẳng định với em là khoảng độ 20 thậm chí 50 năm nữa rất có thể có thể một khu đô thị thứ hai tương tự như Vinhomes Ocean Park nữa. Vì sao? Với quy mô lên 420 hecta, quần thể tiện ích Odinone, Vinschool, Vinmec, Vincom đúng không? Vinuni, đầy đủ hết. Mà một điểm quan trọng là gì? Đơn giản em nhìn thấy là cái diện tích cây xanh mặt nước, đặc biệt mặt nước với cái hồ trung tâm đến 24,5 hecta, gấp đôi hồ Hoàn Kiếm, thì gần như không thể có một khu đô thị nào tương tự trong tương lai nữa. Và một điểm quan trọng là gì?
là khu này hiện nay đã vận hành và có rất nhiều cư dân về đây an cư rồi. Tức là mình về là mình sống được luôn. Đúng rồi. Đầy đủ tiện ích luôn, chứ không phải chỉ một dừng lại là mình mua một căn biệt thự và về mình vẫn chưa có hàng xóm, mình chưa có tiện ích. Đấy thì đấy là những cái mà anh nghĩ là khi mà chúng ta đánh giá một cái sản phẩm để ở ấy, chúng ta phải nhìn vào điều đó. Vâng ạ. Và em cũng cảm nhận là đây là một cái khu đô thị mà em cảm thấy là chắc chắn là như anh vừa nói là 5-10 năm nữa thì Hà Nội sẽ rất là khó để có. Bởi vì là một cái quỹ đất rộng như vậy cơ mà, đúng không ạ? Thậm chí 50 năm nữa. Vâng ạ. Và ở đây thì nó lại là all in one rồi. Ngoài những cái tiện ích em vừa nói thì em còn thấy là nó có cả tòa văn phòng Technopark nữa. Đúng rồi. Và nó sẽ kéo, gọi là nó sẽ có một sự dịch chuyển dân số cơ học về đây rất là nhiều. Vâng. Thế thì không biết là căn biệt thự xong là vừa nãy thì hiện tại đang có mức giá giao dịch khoảng bao nhiêu ạ? Anh tiết lộ về em và anh chị các bạn nhé, là căn này hiện nay có mức giá cực kỳ giật mình, dạ, sốc luôn ấy. Nó là căn biệt thự Đông Nam, Sầm Lập, hiếm của Ngọc Trai, gần hồ, gần công viên. Mà giá bây giờ anh nói ra chắc là em muốn cọc luôn. Giá hiện nay là chủ nhà đang rao bán là 23 tỷ có thương lượng. 23 tỷ có thương lượng, rất là sốc luôn. Rất so với những căn khác hiện nay so sánh thị trường thì căn này có mức giá tốt nhất, dạ, và đẹp nhất luôn. Và thực sự là một căn nó rất xứng đáng nếu mà anh chị nào muốn đang muốn mua để ở, vì em thấy cái vị trí hướng và mọi thứ nó rất là đẹp. Chính xác. Và tiết lộ về một điều nữa là gì? Cái mức giá 23 tỷ hiện tại ấy, so với cách đây 2 năm 2021 ấy, thì nó không dưới 3x đâu. À đúng rồi, em cũng thấy là ở bên Ngọc Trai thì thường những căn Song Lập mà Đông Nam thì thường cái thời điểm khoảng 2 năm trước thì phải giao dịch khoảng tầm từ loanh quanh 30 đến 34. Chính xác, tức là 2021 mà em vào đây xem căn này thì không dưới 30 mấy tỷ đâu. Vâng ạ. Đấy. Và đây chính là một thời điểm vàng để sở hữu những bất động sản đẹp ở Vinhome Ocean Park. Chính xác. Và nếu như anh chị quan tâm đến sản phẩm biệt thự này, anh chị đừng ngần ngại liên hệ Hoành qua số hotline trên màn hình, vì Hoành nghĩ là căn này sẽ sớm tìm được chủ nhân thôi. Và anh chị cũng đừng quên dành tặng kênh Mr. Anh Bất Động Sản và kênh Lê Khánh Property một nút like video cũng như là đăng ký kênh để là những khán giả đầu tiên nhận những thông tin mới nhất, hot nhất về các bất động sản của Vinhome nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo.